Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý anh tuổi Đinh Mão. Chúc các quý anh có một năm bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2022 nam mạng, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng trong năm 2022, mời các quý anh cùng theo dõi. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2022 nam mạng. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 nam mạng năm 2022 diễn ra như thế nào? Nhìn chung thì tổng thể vận trình của quý anh cầm tinh con mèo sinh năm 1987 tương đối lạc quan. Trong năm 2022, con đường tài lộc của người tuổi Đinh Mão sẽ không bị quấy dày bởi chính tài quá nhiều. Người tuổi Đinh Mão may mắn trong năm sẽ được Thái Dương và Thanh Long phù trợ, nên năm Dần những người cầm tinh con mèo tương đối giàu có. Bản mệnh có cơ hội làm nên một gia tài, nhưng bạn cũng không nên quá tự hào về điều đó. Nhiều người tuổi Đinh Mão nam mạng cũng sẽ gặp phải hung tinh trong năm Nhâm Dần. Ví dụ, hàm trì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân và tình yêu trong năm. Mặt khác, thiên không mang đến những tổn hại về sức khỏe cho những người sinh năm 1987. Cho nên những người tuổi Đinh Mão nên chú ý hơn đến hai khía cạnh này. Sự nghiệp. Những người tuổi Đinh Mão 1987 có sự phát triển sự nghiệp khá tốt trong năm Nhâm Dần 2022. Dưới sự ảnh hưởng của Thái Dương, người tuổi Mão càng lạc quan vào sự nghiệp phát triển của mình trong năm nay. Đặc biệt những người nam rời tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong năm 2022. Bản mệnh có nhiều cơ hội tốt để thăng quan tiến chức và tài lộc. Tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 nam mạng cho hay vận trình tình cảm của người cầm tinh con mèo này có thể gặp chút gập ghềnh. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, năm nay dao động tình cảm của đối tượng tương đối lớn. Mối quan hệ của bạn và người ấy có thể trở nên căng thẳng và sóng gió do vướng phải vận đào hoa vượng. Không chỉ vậy, một số người tuổi Mão còn phải chịu đựng sự giày vò của những mối quan hệ yêu xa. Điều này khiến mối quan hệ của bạn khá trắc trở, tài vận của những người độc thân có thể tương đối tốt hơn, nhưng suy cho cùng thì hàm trì lại tác động lại mạnh mẽ hơn. Phẩy. Những người tuổi Đinh Mão có thể không thích hợp với tình yêu đơn phương trong năm nay. Bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào đấu tranh sự nghiệp và kiếm tiền. Tài lộc. Với sự trợ giúp của các tinh Thanh Long, những người tuổi Mão 1987 sẽ phát triển rất tốt trong năm Nhâm Dần 2022. Năm nay, bạn sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền bất kể là chính tài hay thiên tài. Tài lộc của con giáp này do sự nghiệp thúc đẩy nên người tuổi Mão có nguồn thu nhập rất ổn định. Thậm chí người tuổi Mão sinh năm 1987 có thể nhận được phong bao lì xì hoặc quà tặng từ công ty. Người tuổi Mão có thể kiếm tiền một cách dồi dào. Sự chăm sóc của thần tài mang đến những cách tốt để tích lũy của cải. Và bản mệnh có thể tích lũy rất nhiều của cải trong năm Nhâm Dần. Theo đà công việc thuận lợi, tài lộc của tuổi Mão khởi sắc rõ rệt. Cả chính tài và thứ tài đều tăng. Cơ hội đầu tư, kinh doanh đang tới, chỉ cần bạn thấy hứng thú là có thể đưa ra quyết định khá nhanh và dứt khoát. Dù có phải thay đổi công việc, bản mệnh vẫn chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Những bạn làm kinh doanh, buôn bán có một năm thuận lợi, bản mệnh lại có lộc trời ban, mua may bán đắt, một vốn bốn lời, nên không phải lo về thu nhập. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, trong năm cũng này khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên, nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Sức khỏe. Theo tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2022 nam mạng thì sức khỏe của con giáp này rất nghiêm trọng trong năm Dần. Bị ảnh hưởng bởi hung hinh thiên không, người tuổi Mão có thể gặp nhiều xui xẻo. Bản mệnh không những có thể lực kém mà còn thường xuyên ốm đau, sốt liên tục. Thậm chí những người tuổi Đinh Mão có thể gặp những tai nạn ngoài ý muốn. Vì vậy, khuyến cáo những người cầm tinh con mèo sinh năm 1987 nên cẩn thận hơn về ảnh hưởng của thiên không trong năm nay. Đừng để sao hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh cần phải đặc biệt quan tâm, không nên chủ quan khinh suất. Cần chú ý áp dụng các biện pháp dưỡng sinh theo mùa để tăng cường sức khỏe. Bản mệnh nên có chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế mua những đồ ăn chế biến sẵn, hạn chế ăn những đồ cay nóng, vị chua, không nên sử dụng các chất kích thích, khiến can khí vượng khắc chế tỳ khí, gây bất lợi cho sức khỏe. Hung cát.
Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2022 nam mạng tổng thể tài vận chỉ nằm ở mức bình thường. Trong năm Nhâm Dần, những người tuổi Mão không bị ảnh hưởng bởi thái tuế, nên cuộc sống ổn định hơn rất nhiều so với những con giáp khác. Đặc biệt với sự giúp đỡ và che chở của sao Thái Dương và Thanh Long, sự nghiệp, tài lộc và nhân duyên của người tuổi Đinh Mão phát triển tương đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, về vấn đề sức khỏe, bản mệnh nên cẩn thận hơn trong việc phá hoại, hàm trì, và thiên không. Đừng để hai sao dữ này gây nguy hiểm cho sự phát triển tài lộc của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Mão năm 2022 nam mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1. Người tuổi Mão 36 tuổi có tài lộc rất dồi dào trong tháng đầu tiên của năm Dần. Được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết, nhiệt huyết của những người tuổi Mão tương đối cao trong tháng này. Bất kể những người sinh năm 1987 làm gì trong cuộc sống, bạn đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Bản mệnh nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Các cặp vợ chồng lưu ý không nên hành sự phóng túng, tổn hao tinh lực. Mùa xuân dương khí vượng, nhu cầu tình dục tăng cao. Nếu không có sự tiết chế nhất định, rất dễ bị mệt mỏi, uể oải, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Tháng 2. Vận trình tình cảm của người tuổi Mão 1987 rất sa sút trong tháng 2 này. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh, hàm trì, một số người tuổi cầm tinh con mèo có đối tượng có thể buộc phải sống xa bạn đời vì một số lý do, ngoài sự xâm phạm của đào hoa dữ. Người tuổi Đinh Mão và nửa kia có thể buộc phải sống xa nhau. Lòng tin không còn, đôi bên thường nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau khiến tình cảm riêng tư trở nên sóng gió hoặc có khả năng tan vỡ. Tháng 3. Đối với những người tuổi Đinh Mão 1987 độc thân, về diễn biến tình cảm của bạn trong tháng này cũng tương đối ì ạch. Khi sức mạnh của hàm trì tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân và tình yêu của bạn. Nhiều người cầm tinh con mèo sinh năm 1987 độc thân có thể bị vướng vào bởi đào hoa xấu trong tháng này. Đặc biệt người tuổi Mão có thể gặp phải một số hung tinh và người khác phái trong tháng này. Điều này khiến bản mệnh rất xấu hổ và thất vọng trong các mối quan hệ của mình. Vì vậy, con giáp này hãy cố gắng đừng để xảy ra chuyện tình cảm đơn phương trong tháng này. Đặc biệt là khi kết bạn với người khác giới, hãy luôn tỉnh táo, cảnh giác và đừng quá cả tin. Tháng 4. Tổng thể tài lộc của người tuổi Đinh Mão chỉ ở mức trung bình trong tháng này. Người tuổi Đinh Mão không bị các hung tinh quấy rầy trong tháng này nên vận trình tài lộc hầu hết đều ở trạng thái tương đối ổn định. Tuy nhiên, trong tháng do ảnh hưởng của tiết thanh minh nên bản mệnh có thể không có vận trình tinh thần lý tưởng trong tháng này. Điều này khiến những người sinh năm 1987 dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc. Và tài vận của bạn có thể sẽ dậm chân tại chỗ khi bị ảnh hưởng bởi trạng thái này. Tháng 5. Người tuổi Mão đã 36 tuổi có những mối quan hệ xã giao được cải thiện trong tháng này. Với bạn đang được sự trợ giúp của sao may mắn, Thanh Long, vận trình các mối quan hệ của người tuổi Mão trong tháng này vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh may mắn gặp được nhiều quý nhân trong đời. Đặc biệt một số người tuổi Mão làm ăn buôn bán, có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ rất lớn. Nếu có thể nhân cơ hội này để mở rộng quan hệ xã giao, thì sự phát triển sự nghiệp của bạn cũng dự kiến có thể bứt phá hơn nữa trong tương lai của mình. Tháng 6. Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão 1987 cũng rất tốt trong tháng này. Chịu ảnh hưởng của Thái Dương, ngôi sao may mắn, do vậy tháng này người cầm tinh con mèo có rất nhiều cơ hội việc làm. Đặc biệt một số người tuổi Mão làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước có cơ hội được điều động đi công tác nơi khác vì được công ty ưu ái. Nếu với bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công ty giao phó thì tháng này người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và có cơ hội được thăng chức lên cấp trên. Tháng 7. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2022 nam mạng cho hay vận trình tài lộc của những người này khởi sắc đáng kể trong tháng này. Được sự trợ giúp của các tinh Thanh Long, người tuổi Mão sinh năm 1987 rất giàu có trong tháng này. Vận may của bạn đã hoạt động đang khá tốt. Về thu nhập tài chính, bản mệnh có cơ hội được tăng lương do phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Ngoài ra, rất may mắn bạn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ quản lý tài chính. Tuy nhiên, mặc dù tháng này người tuổi Mão phát triển rất tốt nhưng bạn cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến tài lộc. Tháng 8. Về vận trình sức khỏe của người tuổi Đinh Mão giảm sút đáng kể trong tháng này. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không và ảnh hưởng của thời tiết khô và nóng, một số người tuổi Mão có thể gặp một số vấn đề khó chịu hoặc chóng mặt về thể chất trong tháng này.
Đặc biệt cần chú ý tới vấn đề ăn uống, ăn quá nhiều thức ăn sống và đồ lạnh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dạ dày của những người cầm tinh con mèo. Vì vậy, các bạn cầm tinh con mèo trong tháng này nên chú ý giữ gìn sức khỏe bản thân. Đồng thời trong khẩu phần ăn hàng ngày của bạn phải đều đặn, thường xuyên, không nên ăn quá no hoặc ăn quá nhiều đồ lạnh, nếu không sẽ làm sức khỏe của bạn đi xuống. Tháng 9. Về vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Mão 1987 trong tháng 9 khá tốt. Tại thời điểm này, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình của bạn đã giảm bớt căng thẳng. Công việc của người tuổi Mão trong tháng này tương đối dễ dàng và bạn có nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng gia đình. Vì vậy, thông qua giao tiếp hàng ngày, bản mệnh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ gia đình. Mọi người đều quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, gia đạo rất hòa thuận. Tháng 10. Với người tuổi Đinh Mão bước sang tuổi 36 sẽ có nhiều cải thiện về vận trình tình cảm trong tháng này. Với sự phù hộ của các cát tinh, một số con giáp tuổi độc thân sẽ tỏa sáng trong tháng này. Thậm chí họ sẽ có rất nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh độc thân. Vì vậy, nếu những người tuổi Đinh Mão đang có ý định yêu, bạn cũng có thể thử xem. Biết đâu bạn thực sự có thể gặp được định mệnh của chính mình. Tháng 11. Khối lượng công việc của người tuổi Đinh Mão 1987 trong tháng này tăng lên đáng kể. Năm mới đang đến gần, công ty sẽ giao cho bạn nhiều nhiệm vụ và công việc hơn. Do đó, người tuổi Mão 36 tuổi có vẻ bận rộn trong tháng này. Theo đó, bạn cần phải giải quyết nhiều công việc tẻ nhạt. Điều này có thể khiến những người tuổi Mão hơi nóng nảy, nhưng suy cho cùng đó là nhiệm vụ được sếp giao cho bạn. Bản mệnh không nên cáu gắt quá mà nên đối xử tốt với công việc, điều chỉnh tâm lý và làm việc chăm chỉ. Tháng 12. Tài lộc của những người tuổi Đinh Mão 1987 có thể sẽ sa sút hơn trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, một số người cầm tinh con mèo có thể bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Việc này cũng đòi hỏi bạn phải chi tiêu khá nhiều, vì thế mà người tuổi Mão có thể sẽ gặp một số rắc rối về tài chính do quá tay do chi phí trong tháng này. Vì vậy, người tuổi Mão nên làm gì khi mua sắm đồ Tết trong tháng này, không nên quá xa hoa, lãng phí, nếu không có thể làm suy yếu tài vận của bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại!